Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn theo dõi chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 2 tháng 12 sẽ có những nội dung đáng chú ý. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ đối thoại với lưu học sinh Lào đang học tập tại Quảng Nam. Sơ kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Thưa quý vị, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Quân khu 5 vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam dự và phát biểu tại hội nghị. 10 năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu 5 đã chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị của bộ ngành trung ương trên địa bàn, cụ thể hóa đề ra nhiều chủ trương giải pháp lãnh đạo khả thi sát thực tiễn, triển khai toàn diện các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ nghị quyết đề ra, phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang quân khu trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc, khả năng phòng thủ sẵn sàng chiến đấu được tăng cường, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý các tình huống giữ vững ổn định chính trị xã hội để phát triển kinh tế. Hội nghị cũng đã tổ chức thảo luận tập trung xác định các mục tiêu, quan điểm, giải pháp nhằm xây dựng lực lượng vũ trang quân khu đến năm 2025 cơ bản, tinh gọn, mạnh, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng vũ trang quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chiều qua, tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi gặp mặt đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với toàn thể lưu học sinh Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh. Quảng Nam cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức hoạt động ý nghĩa này. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về phía nước bạn Lào, có đồng chí Chăn Hỏm Ma Hạ Say, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sê Công và lãnh đạo tỉnh Cham Ba Sắc tham dự buổi gặp mặt. Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, trong suốt thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam với các địa phương của Lào, nhất là với hai tỉnh Sê Công và Cham Ba Sắc không ngừng phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Hai bên hợp tác toàn diện về mọi mặt, trong đó tập trung chú trọng ở nhiều lĩnh vực, nhất là ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo, và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quan hệ hợp tác giữa hai bên. Từ năm 2007 đến nay, tỉnh Quảng Nam đã cấp học bổng đào tạo bồi dưỡng tập huấn cho hơn 1.500 cán bộ học sinh của hai tỉnh Sê Công và Cham Ba Sắc. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị các lưu học sinh Lào mạnh dạn phát biểu, nêu những kiến nghị, đề xuất, những tâm tư nguyện vọng đối với lãnh đạo tỉnh trên tinh thần dân chủ, khách quan, cầu thị và thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Lào. Thưa quý vị đại biểu cùng các em lưu học sinh, trong quá trình quản lý, giảng dạy cũng như là học tập của các em ở tỉnh Quảng Nam, hôm nay là một cái dịp để các em thì coi như tâm tư nguyện vọng, đặc biệt là cái chất lượng giáo dục. Những em mà cũng đã học đây về nước ứng dụng cái từ cái giữa cái học và cái thực hành có những vấn đề gì là nó cũng bất cập, cũng là một cái dịp để phản hồi thông tin lại để lãnh đạo tỉnh chỉ đạo cho các trường đại học và các trường cao đẳng cũng như trường trung cấp điều chỉnh cho nó phù hợp với cái điều kiện thực tế của Lào. Và cũng hôm nay có các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Sê Công và Cham Ba Sắc, chúng ta cũng cùng nhau thấu gỡ những khó khăn của các em đi học xa. Và hôm nay có lãnh đạo các sở ngành cũng như là Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để cùng lắng nghe và tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy để thấu gỡ những cái khó khăn vướng mắc của các em trong thời gian qua.
để giúp hai tỉnh Sê Công và Chăm Pa Sát trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh Quảng Nam bắt đầu thực hiện việc cấp học bổng tiếp nhận lưu học sinh tỉnh Sê Công sang học tại các cơ sở đào tạo của tỉnh từ năm 2007 và tiếp nhận lưu học sinh tỉnh Chăm Pa Sát sang học tại tỉnh từ năm 2012. Tổng số lưu học sinh Lào đang học tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh hiện nay là 277 em. Tỉnh Quảng Nam thực hiện miễn toàn bộ học phí, tiền thuê ký túc xá cho lưu học sinh Lào, ban hành nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định các chế độ chính sách cụ thể cho lưu học sinh Lào sang học tập tại tỉnh, như hỗ trợ 100% học phí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, tiếng Việt, hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng với số tiền 3 triệu đồng, hỗ trợ trang bị một số đồ dùng cá nhân, chi phí đi lại. Thời gian tới, tỉnh Quảng Nam đang nghiên cứu nâng cao mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh. Tại buổi gặp gỡ, nhiều ý kiến của các bạn lưu học sinh cho biết, vật giá leo thang đang tác động đến đa số đời sống sinh viên và mong muốn tỉnh có thêm các cơ chế hỗ trợ kinh phí sinh hoạt và học tập, cho phép tổ chức ngày hội văn hóa Lào tại Quảng Nam để quảng bá văn hóa đến người dân, học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh. Các trường đại học cao đẳng tại Quảng Nam nên tổ chức tuyển sinh tại các trường học bên Lào để thu hút thêm học sinh Lào sang học tập. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn ghi nhận các ý kiến, đề xuất, kiến nghị cũng như tâm tư nguyện vọng của lưu học sinh Lào và sẽ chỉ đạo cụ thể để giải quyết, đồng thời cho biết tỉnh Quảng Nam luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lưu học sinh Lào học tập tại tỉnh. Dự kiến thời gian đến sẽ có những chế độ chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho lưu học sinh Lào sang học tập, đẩy mạnh hợp tác, đào tạo nguồn nhân lực với các địa phương của Lào, nhất là hai tỉnh Sê Công và Chăm Pa Sát, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Sáng qua, Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2022 và triển khai chương trình phối hợp hoạt động năm 2023. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã đến dự. Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và Thượng tá Hồ Huy Hùng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Năm 2022, Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động của tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động triển khai chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đạt kết quả thiết thực. Nổi bật là tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước. Lực lượng vũ trang tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội phát huy được vai trò nòng cốt trong các phong trào, cuộc vận động tại địa phương, nhất là trong tham gia xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, phối hợp triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động về xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội triển khai tìm kiếm quy tập được 43 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang, nhận phụng dưỡng 67 mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức xây dựng 74 nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội, máy ấm công đoàn, thăm tặng hàng nghìn suất quà cho đối tượng chính sách, gia đình cách mạng, hộ nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch Đầu tư báo cáo điều chỉnh dự án khu nghỉ dưỡng Cồn Ba Xã ở xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An. Dự án khu nghỉ dưỡng Cồn Ba Xã được cấp chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2016 và qua hai lần điều chỉnh chủ trương đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu công ty cổ phần đầu tư HG thực hiện đúng các nội dung tại các quyết định về chủ trương đầu tư đối với dự án, các quy định của pháp luật về đầu tư, bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đăng ký hoạt động của dự án. Trong lần điều chỉnh mới thì tổng dự án giảm từ 435 tỷ đồng còn 420 tỷ đồng, quy mô từ 60 căn biệt thự xuống còn 39 căn biệt thự, mật độ xây dựng chung 24,7%. Đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp lưu trú với chăm sóc sức khỏe thông qua áp dụng bài thuốc y học cổ truyền Việt Nam. Dự án khu nghỉ dưỡng Cồn Ba Xã do công ty cổ phần đầu tư HG làm chủ đầu tư được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2016. Đây cũng là một trong những dự án có kết luận thanh tra về quản lý sử dụng đất dự án có dấu hiệu chậm tiến độ. Trên cơ sở ý kiến của các ngành chức năng và thành phố Hội An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân thống nhất cho nhà đầu tư điều chỉnh quy mô dự án đã được thông qua. Tiến độ thực hiện dự án đến tháng 12 năm 2023 phải hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào khai thác. Trong trường hợp nhà đầu tư xét thấy không đảm bảo tiến độ theo phương án điều chỉnh, thì cần thực hiện theo phương án trước đây để đảm bảo tiến độ dự án đã cam kết.
Chiều qua, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp với công ty cổ phần Galaxy Education và Đại học Hà Nội tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh Speak to Lead mùa 3. Gần 120 học sinh năng khiếu xuất sắc của 37 trường trung học phổ thông chuyên trong cả nước tham gia cuộc thi với chủ đề Phát triển nguồn vốn nhân lực theo hình thức trực tuyến. Các thí sinh có 5 phút để thuyết trình về một chủ đề cho trước và trả lời câu hỏi phản biện từ ban giám khảo cũng như từ các đội thi khác. Toàn bộ phần trình bày của mỗi đội thi diễn ra trong khoảng 25 phút. Với chủ đề là phát triển nguồn vốn nhân lực, các thí sinh thể hiện khả năng hùng biện của mình, tập trung bối cảnh chính phủ Việt Nam đã công bố ưu tiên tránh bẫy thu nhập trung bình và chuyển đổi để trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực là một mục tiêu chính trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Các thí sinh đã chuẩn bị khá tốt, cùng với kỹ năng trình bày bằng tiếng Anh lưu loát đã truyền tải thông điệp. Người trẻ phải nâng cao tiếng Anh để hội nhập quốc tế, các bước chuẩn bị kỹ năng nghề nghiệp lao động, vai trò quan trọng của môi trường kinh doanh, giáo dục để thúc đẩy kinh tế tri thức của Việt Nam. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành công văn tăng cường công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Theo đó, yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các nghị định của chính phủ về quản lý sử dụng pháo, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn do bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh và các chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và hóa chất độc hại trên địa bàn tỉnh. Các cấp chính quyền, nhất là cấp xã, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Công an tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công Thương và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu, nhà ga, bến cảng, các chợ, trung tâm thương mại và trên các phương tiện giao thông để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải đang triển khai thi công sửa chữa bản mặt cầu và gia cường các trụ cầu km 4+246 tuyến DT620. Để công trình được sửa chữa đảm bảo chất lượng và an toàn, Sở Giao thông Vận tải thông báo phân luồng giao thông trong thời gian 25 ngày, kể từ 7 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2022 đến 7 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2022 như sau. Phân luồng các phương tiện xe ô tô, xe tải, xe cơ giới, kể cả xe máy 3 bánh có thùng, xe 2 bánh, xe gắn máy lưu thông bình thường, đi từ cảng Kỳ Hà đến Dung Quốc và ngược lại như sau. Từ ngã 3 cảng Kỳ Hà đi theo hướng đường DT620 đi về đầu tuyến, đến ngã 3 chợ Tam Quan rẽ trái về hướng đường DT618, đến km 2+350 DT618 tiếp tục rẽ trái đi về hướng đường Kỳ Hà Dung Quốc. Đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương hỗ trợ cấm các loại xe ô tô qua lại cầu km 4+246 tuyến DT620 trong thời gian nêu trên. Thưa quý vị, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn 200.000 lao động bị ảnh hưởng thu nhập, mất việc làm. Nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp đang thiếu đơn hàng sản xuất. Theo báo cáo nhanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong quý 3 và quý 4, do tác động tiêu cực của cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến nguồn nguyên vật liệu hàng hóa của các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng. Vì vậy, một số doanh nghiệp phải sắp xếp lại lao động để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Để giữ chân người lao động và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, các doanh nghiệp đang nỗ lực thực hiện các giải pháp như bố trí ngày nghỉ hàng năm, trả lương ngừng việc, thỏa thuận hợp đồng lao động. Thưa quý vị, ma túy không chỉ là tệ nạn nhức nhối ở khu vực thành thị, mà nó đã và đang len lỏi đến những bản làng vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Sơn La. Những câu chuyện tại các bản vùng cao được ghi lại sau đây cho chúng ta thấy nỗi đau và các hệ lụy từ ma túy vẫn là câu chuyện buồn nơi vùng cao Sơn La. Hệ lụy từ ma túy đã khiến gia đình bà Hà Thị Sưởng ở xã Mường Tè không còn những chuỗi ngày đầm ấm.
bị bạn bè rủ rê lôi kéo khiến người con trai duy nhất của gia đình bà vướng vào ma túy, để lại ngôi nhà chỉ còn bà và cháu nội còn nhỏ trong căn nhà gỗ sập xệ, không có gì giá trị. Gia đình là hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, phải cho con đi làm ăn xa. Đi làm ăn không biết bạn bè rủ rê nghiện ma túy từ bao giờ. Giờ phải đi cai nghiện, bây giờ muốn lên thăm con nhưng không có điều kiện. Trong căn nhà cấp 4 từng là nơi sinh sống của bà Ngân Thị Vui ở xã Song Khủa và 4 thành viên trong gia đình. Vì cuộc sống mưu sinh, ba người con của bà lần lượt rời quê đi làm ăn xa, chỉ còn lại bà và người con trai thứ hai sống ở đây. Những tưởng cuộc sống êm đềm cứ thế trôi đi, nhưng cũng chỉ vì ma túy khiến người con trai của bà Vui bị bắt với tội danh tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy. Mỗi tối tôi nằm không ngủ được, đêm nào cũng khóc vì nhớ con, cũng chỉ vì gia đình không quản lý được con cái, dẫn đến đua đòi nghiện ma túy. Cuộc sống gia đình bây giờ khổ lắm. Ở tuổi 26, Vàng A Manh ở xã Triền Sơn đã vào cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La để điều trị. Từ khi vào điều trị cắt cơn đến nay, sức khỏe của Manh đã dần ổn định, không còn bị ma túy giày vò hàng ngày. Giờ đây, mong ước của Manh là sớm cai nghiện thành công, trở về với gia đình. Em vào đây cũng được hơn một năm rồi. Mới đầu vào cái gì cũng lạ, em rất lo lắng nhưng được các thầy cô tại cơ sở hướng dẫn cấp thuốc điều trị. Đến nay em đã cắt được cơn nghiện. Em mong mọi người, nhất là các bạn trẻ, hãy tránh xa ma túy. Trong quá trình tổ chức lao động trị liệu thì cũng nhận thấy rằng số lượng những học viên vào điều trị cai nghiện chiếm tỷ lệ rất là đông, là những người con em đồng bào dân tộc ít người, đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. Ma túy không dừng lại ở bản thân người sa chân phạm phải, mà còn là hệ lụy của biết bao gia đình và xã hội. Việc nâng cao hiểu biết về tác hại của ma túy ở các xã vùng cao còn nhiều khó khăn vất vả, rất cần sự chung tay của toàn xã hội để từng bước đẩy lùi ma túy, bảo vệ sự bình yên cho gia đình và cộng đồng. Ngày 1 tháng 12, Cục Quản lý Thị trường TP.HCM cho biết vừa phát hiện một xưởng sản xuất và 4 kho chứa dầu gội sữa tắm giả tại huyện Bình Chánh. Đây là kho chứa và xưởng sản xuất dầu gội vi phạm lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM. Kiểm tra 4 kho chứa hàng hóa nằm quanh khu vực xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM, lực lượng quản lý thị trường phát hiện phần lớn hàng hóa đều là các loại dầu gội mang các nhãn hiệu như Eastman, Romano, Clear, Pantene. Đây đều là những nhãn hiệu nổi tiếng được ưa chuộng trên thị trường. Tất cả mang bao bì nhãn mác do Thái Lan và một số nước khác sản xuất. Tại xưởng sản xuất nằm kế bên, lực lượng chức năng cũng ghi nhận hàng chục tấn các loại hóa chất đựng trong các thùng phi màu xanh có chất lỏng màu trắng dạng sệt cùng một lượng lớn tem nhãn mác, vỏ chai nhựa các loại. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa cung cấp thêm các thông tin về hàng hóa cũng như các giấy tờ hợp pháp khác. Đồng thời cho biết chủ yếu làm theo đơn đặt hàng tại TP.HCM và các tỉnh, bỏ mối tại các chợ và bán trên nền tảng thương mại điện tử Facebook, Zalo. Theo ước tính, số lượng hàng hóa có dấu hiệu vi phạm lên tới vài chục tấn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Thưa quý vị, hàng năm vào khoảng tháng 8 đến tháng 12 dương lịch là măng cụt xứ Tiên bắt đầu chín rộ. Nông hộ nơi đây thu về nguồn lợi nhuận cao gấp nhiều lần cây ăn quả khác. Cây càng già cho trái càng nhiều, chất lượng trái thơm ngọt hơn. Và đặc biệt với những cây măng cụt có tuổi đời vài chục đến trăm năm tuổi sẽ cho chất lượng trái vượt trội. Tuy nhiên, do các đợt bão mạnh thời gian qua, năng suất măng cụt ở xứ Tiên sụt giảm so với trước. Xóm Hố Quần, thôn Hữu Lâm, thị trấn Tiên Kỳ nằm ven lòng đập, quyến rũ bởi cảnh sắc và những vườn cây trái rợp mát. Sở hữu khu vườn khá rộng với nhiều cây ăn quả giá trị, với diện tích 1 hectare vườn nhà. Hộ ông Thái Nguyên Khoa ở thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước đang trồng 100 gốc măng cụt và trồng xen những loại cây khác cho hiệu quả kinh tế cao. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, có sụt giảm năng suất. Song năm nay, khu vườn măng cụt của ông Khoa đem lại thu nhập gần 200 triệu đồng. Nhờ nguồn thu nhập ổn định này giúp ông Khoa nuôi con cái ăn học, xây dựng được nhà cửa khang trang. Ở miền Nam thì hắn thường là hắn chín từ, hắn có mít quanh năm là... Nhưng mà đến cái vụ của mùa xa là tháng 9 tháng 10 không có. Cho nên măng cụt Tiên Phước là rơi vụ mùa xa là chủ lực. Cho nên gió nó còn hơn. Ví dụ như vụ đào thường ở Tiên Phước do động với gió là 60-70. Thì thông thường là co hơn ở miền Nam 10 gió. Như ở miền Nam bón 50 thì Tiên Phước bón 60. Còn cái vụ xa thì nếu như ở miền Nam không có cho mình nó do động thì 100-120.
Cái cá nam coi để mà lên năm xã trong bản. Măng cục Tiên Phước cho chất lượng ngon, ngọt, hương vị chua ngọt đặc trưng nên được người dùng cả nước ưa chuộng. Đầu mùa thương lái đến tận vườn để thu mua với giá khoảng 120.000 đồng 1 kg. Mỗi cây từ 15 năm tuổi trở lên có thể cho từ 70 đến 80 kg trái mỗi mùa. Là loại trái cây vỏ dày, không sợ bị dập nát nên dễ đóng thùng vận chuyển đi xa. Đầu mùa của hắn là tháng 10, tháng 11 là bắt đầu là mình chính là mình đi gom này, mình mua này, mình hé tại vườn này. Hiện tại bây giờ là gió thị trường là mình mua mình hé là 120 một ký, hé tại vườn. Măng cụt không chỉ là cây trồng phát triển kinh tế chủ lực của người dân huyện Tiên Phước mà còn góp phần vào bảo vệ môi trường, chống hoang hóa đồi núi, lấy bóng mát. Bởi người dân ở đây chủ yếu canh tác cây măng cụt theo truyền thống canh tác hữu cơ. Ngoài ra, hàng năm, huyện tổ chức mở các lớp tập huấn, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản quả măng cụt. Được sự quan tâm của lãnh đạo cấp có cấp, đặc biệt là vấn đề tạo cái cơ chế hỗ trợ, cái hướng dẫn tập huấn chuyển giao công tác của khoa kỹ thuật để cho tập trung vào chăm sóc cái cây măng cụt, để cho từ cái cây trồng mà trước đây trồng theo cái quảng canh, nay đã trồng theo cái là chuyên canh và ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, nó mang lại cái hiệu quả kinh tế cao hơn cho người dân. Đó là cái mà rất cần, và hiện nay thì cũng mong muốn rằng các cái chủ trương cơ chế của nhà nước, đặc biệt của tỉnh, để tiếp tục hỗ trợ cho người nông dân làm mà phục hồi cái kinh tế vườn và phát triển cái cây măng cụt. Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp là được Ủy ban nhân huyện giao chủ trì triển khai cái nghị quyết 35 của Hội đồng nhân tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Thì qua một năm triển khai thì tới thời điểm giờ thì năm nay thì Tiên Phước được giao là 8 tỷ, thì tới thời điểm giờ là đã được giải ngân cho bà con mình là 86% rồi. Đó. Thì trong đó thì đối với cây măng cụt thì đến chiếm đến 80% trong cái cơ cấu mà phát triển cái về diện tích cây măng cụt so với những cây trồng khác thì cây măng cụt. Vì đó thực ra thì nó cũng cái thực tiễn mà người dân người ta nhận thức được và người ta phát triển cái về cây măng cụt thôi. Ngoài Tiên Mỹ thì nhân dân ở các địa phương khác như Tiên Cảnh, Tiên Kỳ, Tiên Châu, Tiên Thọ đang đầu tư mạnh cho cây măng cụt. Các ngành chuyên môn của huyện tích cực hướng dẫn bà con cách chăm sóc phục hồi cây ăn quả sau bão. Hy vọng những năm tới sẽ giúp cây sớm phục hồi, đạt năng suất, chất lượng, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Chúng ta cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, Anh đang phải đối mặt với cuộc đình công ngành y tế lớn nhất trong 30 năm qua, khi có thêm các nhân viên cứu thương gia nhập làn sóng đình công vào trước dịp Giáng sinh để phản đối việc chính phủ từ chối yêu cầu tăng lương của các nghiệp đoàn y tế trong bối cảnh lạm phát tăng vọt. Theo nghiệp đoàn Unison, hàng nghìn nhân viên y tế, kỹ thuật viên, xe cứu thương và người xử lý cuộc gọi cấp cứu ở thủ đô London, hạt Yorkshire và các vùng khác sẽ tiến hành đình công 24 giờ trước Giáng sinh. Trước đó, các y tá tại trường điều dưỡng Hoàng gia RCN cũng cho biết sẽ đình công vào ngày 15 và 20 tháng 12. Đây là cuộc đình công đầu tiên trong lịch sử 106 năm hoạt động của RNC, cũng là cuộc đình công đầu tiên của các y tá thuộc Cơ quan Y tế Quốc gia Anh sau khi bị chính phủ từ chối yêu cầu tăng lương cao hơn mức lạm phát 5%. Làn sóng đình công tại Anh đang ngày càng lan rộng từ đường sắt, bưu điện, giáo dục đến y tế, do đời sống người dân càng ngày trở nên khó khăn trước sức ép từ khủng hoảng chi phí sinh hoạt và suy thoái kinh tế. Nội các chính phủ liên bang Đức đã nhất trí thông qua các điểm chính trong dự thảo luật nhập cư mới, dự kiến ban hành trong năm 2023. Luật nhập cư mới sẽ cho phép những người lao động có tay nghề được vào Đức dễ dàng hơn hiện tại. Điều này áp dụng cho cả những người đã có hợp đồng lao động cũng như những người chưa có hợp đồng lao động tại Đức. Trên cơ sở hệ thống tính điểm, những người lao động có tay nghề nhưng chưa có hợp đồng lao động được phép nhập cư nếu họ đạt một số tiêu chí lựa chọn như kỹ năng ngôn ngữ, trình độ đào tạo hoặc kinh nghiệm chuyên môn. Quy định mới cũng sẽ áp dụng đối với sinh viên và người nước ngoài học nghề tại Đức. Những điểm mới trong dự thảo luật nhập cư được đưa ra trong bối cảnh thiếu lao động có trình độ và tay nghề ngày càng trở thành vấn đề lớn của nền kinh tế Đức.
Đại sứ quán Ukraine tại Tây Ban Nha và một công ty sản xuất tên lửa ở nước này đều đã nhận được bom thư. Trong đó, bom thư gửi cho Đại sứ quán Ukraine đã phát nổ, khiến một người bị thương nhẹ. Hiện cảnh sát Tây Ban Nha đang điều tra mối liên hệ giữa hai bom thư này. Giới chức Tây Ban Nha cho biết cả hai bom thư đều được gửi địa chỉ nhận bằng đường bưu điện thông thường. Trong lúc mở thư, một sĩ quan tại Đại sứ quán Ukraine ở thủ đô Madrid đã bị thương nhẹ do bom phát nổ. Trong khi đó, công ty sản xuất vũ khí ở Zaragoza, đông bắc Tây Ban Nha, cũng nhận được một bom thư. Đáng chú ý, đây là nhà sản xuất bệ phóng tên lửa C-90 đang được Tây Ban Nha viện trợ cho Ukraine. Theo điều tra ban đầu, hai bức thư đều được gửi từ Ukraine, có cùng quy cách và một địa chỉ email được viết ở mặt sau. Ảnh chụp X-quang bom thư thứ hai cho thấy quả bom có kích thước 10x15cm với chất nổ được nối sẵn với đường dây sẽ kích hoạt bom nổ khi phong bì được mở ra. Tòa án tối cao Tây Ban Nha cũng đã mở cuộc điều tra vụ tấn công theo hướng một vụ khủng bố. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm từ 80 đến 97%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Thành phố Hội An nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm từ 75 đến 95%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm từ 73 đến 95%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm từ 80 đến 97%, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Thị trấn Trà My nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm từ 78 đến 98%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Thạnh Mỹ nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm từ 78 đến 98%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Brown nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm từ 80 đến 98%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3.